0001 thì bọn em sẽ gửi tặng cho gia đình như là chiếc duy nhất số đầu tiên dành cho Trần Lập. Sao là chị đang hơi cảm động một chút. Chị cũng có đến đây từ trước và có ngồi ở dưới kia để xem có một cái giá rất gì đó của em mình không. Xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn bức tường, hơi xúc động một chút. Cái này nó cũng hơi bất ngờ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Có lẽ là không chỉ rằng rất lâu anh ấy vẫn ở đây cùng với tất cả bọn em đấy.